Đồng hồ Duy Anh xin chào tất cả các bạn. Daniel Wellington là cái tên đã quá nổi tiếng mà hầu như ai ai cũng biết. Thương hiệu này đang tập trung phát triển rất mạnh tại thị trường châu Á. Dù sinh sau đẻ muộn hơn so với các nhãn hiệu khác, song Daniel Wellington được đánh giá là một cú lội ngược dòng đỉnh cao, được đặt lên bàn cân sánh ngang với cả các nhà sản xuất Nhật Bản và Thụy Sĩ. Daniel Wellington mới chỉ được thành lập vào năm 2011 bởi Filip Tysander cùng số vốn khiêm tốn chỉ 15.000 đô la. Những chiếc đồng hồ Daniel được tạo ra theo phong cách đơn giản với cảm hứng bắt nguồn từ một chiếc Rolex dây vải bụi bặm đeo trên tay của Daniel Wellington, người mà nhà sáng lập đã gặp gỡ và kết bạn trong chuyến du lịch đến Australia. Và tên thương hiệu cũng được đặt theo tên của chính người bạn này. Trong video review hôm nay, Hải Sơn sẽ mang đến cho các bạn chiếc đồng hồ Classic Suffolk DVK00100120. Nó tập trung những gì là đặc trưng nhất của thương hiệu này. Đặc trưng đầu tiên đó chính là ngôn ngữ thiết kế theo trường phái đơn giản, một trong những phong cách đang cực kỳ được ưa chuộng hiện nay. Với phong cách này thì mặt số của đồng hồ đã được lược bỏ hết các chi tiết không cần thiết và chỉ giữ lại những gì cơ bản nhất thuộc về tính năng xem giờ. Cụ thể, trên dial chỉ gồm kim giờ, kim phút cùng các vạch chia dạng vạch, còn dưới góc 12 giờ là vị trí để hãng đặt tên logo và tên thương hiệu. Tất cả đều được làm rất mỏng, đồng điệu nhằm tạo nên sự tinh tế hơn cho sản phẩm, đặc biệt là khi kết hợp với những trang phục lịch sự hoặc những bộ đồ đề cao tính năng động. Còn đối với viền bezel cũng được chế tác theo kết cấu mỏng và hoàn thiện bằng kỹ thuật đánh bóng như hầu hết các sản phẩm khác. Bên cạnh đó, nhà sản xuất vẫn trang bị kính cứng có khả năng chịu lực, chống vỡ cho đồng hồ trong trường hợp bị va đập mạnh. Tiếp theo, một trong những then chốt quyết định mức độ đắt khách của Classic Suffolk chính là kiểu dáng siêu mỏng chỉ 6mm, tức là đã bao gồm cả vỏ. Trong bối cảnh đương đại, khi mà những mẫu phụ kiện hay món trang sức có thiết kế mỏng vừa giúp người đeo nâng tầm đẳng cấp, vừa đảm bảo yếu tố cử động dễ dàng, thì điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Một chiếc đồng hồ mỏng, nhẹ nhưng lại có thể vừa tay của số đông các bạn nam là điều quá tuyệt vời, bởi trước thế giới đồng hồ đa dạng, phong phú, đa kích cỡ như hiện nay, thì việc tìm được một sản phẩm vừa như in không bao giờ là dễ dàng. Thứ ba, như Sơn đã giới thiệu thì chính thiết kế dây NATO đã khởi nguồn ý tưởng cho sự thành lập của thương hiệu Thụy Điển. Trong quá trình phát triển thì họ đã mở rộng thêm dây đeo bằng da và những mẫu Classic Suffolk cũng chính là một chiếc đồng hồ dây da điển hình. Ở đây hãng sử dụng chất liệu da Italia cao cấp, nhuộm màu thực vật thân thiện với môi trường. Chiếc dây da này có ưu điểm dễ chịu khi mang, kết hợp với màu sắc vừa cổ điển vừa hiện đại sẽ khiến nó phù hợp với cả môi trường năng động lẫn hội họp quan trọng. Có một điều mà Sơn muốn lưu ý đến các bạn đó là dù đây là một sản phẩm hợp đeo trong nhiều hoàn cảnh, tuy nhiên mức độ chịu nước của nó lại rất thấp, chỉ 30 m. Vì vậy, để đảm bảo độ bền của đồng hồ thì khi rửa tay bạn hãy thật cẩn thận để không bị nước bắn vào, và cũng tuyệt đối không đeo đồng hồ khi đi tắm hay đi bơi. Bạn có biết rằng chỉ sau 4 năm thành lập nhưng Daniel Wellington đã khiến cả thế giới sửng sốt khi đạt doanh thu 220 triệu đô, trở thành doanh nghiệp phát triển nhất châu Âu với tỷ lệ tăng trưởng là 4.700% từ năm 2013 đến năm 2015. Và một trong những đặc trưng góp phần vào sự tăng trưởng này chính là nhờ vào chất lượng của từng sản phẩm, trong đó có mẫu Classic Suffolk. Không chỉ có độ hoàn thiện tốt, chất liệu tốt mà phiên bản này còn sở hữu bộ máy quát Nhật Bản vừa chính xác, vừa bền, có tuổi thọ pin cao từ 2 đến 3 năm. Ngoài trừ bộ sưu tập Iconic Link Automatic mới ra mắt gần đây, thì toàn bộ kho tàng của Daniel Wellington đều là đồng hồ máy quát Japan Movement. Như vậy, ở phân khúc giá khoảng 5 triệu đồng thì Classic Suffolk DVK00100120 là một sản phẩm đẹp, có chất lượng và độ hoàn thiện tốt. Hiện phiên bản này đang có mặt tại Duy Watch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy ghé qua bên mình để trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số review tiếp theo.